Hello chào mọi người, thì bữa nay pin 32650 về tôi họp. Anh đóng hồi lúc mà 25 tháng 8 mà anh thu là anh đóng trước đâu 20 21 gì vậy. Mà đến nay là 31 tây là nó về 6 ngày, như 6 ngày về tới đây thì anh đóng bữa cái 125 mà. Đó anh em coi cái đồ mà có đóng mộc á, người ta mua điện vô mua điện nó gửi nó đóng rồi, nó đóng mộc vô đây là cái ngày tháng nó nằm ở đây à. Đó, thì mở cho anh em coi thùng này 30 mấy ký anh em. 33 ký. À. 33 kg. Thì mua về giờ thì về thiết kế về pin thì gỡ ra cho coi thôi, chứ còn pin thì nào rảnh, thời gian rảnh em mới lãnh anh em ơi. Làm mà phải đi test thử rồi, giờ máy kích người ta đặt quá không có thời gian ráp pin đâu. Nên cái này thì mua về để qua bên thôi. Chà. Như đây mà ba mấy ký tại 200 quả pin với bo mạch với máy với sạc máy rồi đấy pin pin này 6 AH chỉnh à, giá thành nó cũng cao anh em ơi. Đấy tại vì cũng mới lấy pin thôi, chứ còn mốt nếu mà lấy rồi số lượng lấy còn nhiều nữa, tại vì giờ mua về thử với test coi sau, nếu mà đạt hiệu quả là sẽ ra hiện tượng. Đấy thì có sạc sẵn luôn đây 5A, tại này sạc chìm đầu dòng 5A được rồi. Đây 10 cục sạc nhưng mà ảnh đưa 5 cái à, ảnh nói anh chuyển thêm 5 cái nữa tại bữa hết anh để lại đây với bộ 100A đây, bộ dễ pin này 4X 100A 10 bo. Đây bên này bên 6 2 0. Cái bên này nặng à, 6A chuẩn mà. Đây 32650. Đây pin có mã hiệu là 32650. Hàng gì bởi vậy nặng phải rồi đây. Pin này cũng khá nặng đó em. Ai hô pin này ráp nhẹ để mốt em làm cho em ra em cân ký luôn rồi cây cỡ. Cỡ bao nhiêu dòng 6A lấy chưa, để lấy đồng hồ là test thử đây. Đo cái được bao nhiêu vô anh, khá nặng đấy, cục pin khá nặng 3 quân 2 3 quân 2 87 là như là gần 3 quân 3 anh em. Sạc pin này đầy cũng không biết bao nhiêu volt á, dung lượng nó cỡ bao nhiêu volt mình cũng chưa biết, chưa sạc chưa biết, nghe anh em người ta nói thôi, chứ còn khi nào về thực tế rồi mình sạc mình đấy rồi mình mới biết, và đi thực tế rồi mới biết. Đấy thì đây còn máy kích thì qua lễ nghe anh em, mấy xịt máy với đồ là giờ qua lễ đấy, trong đây còn 2 viên đấy. Đấy thì khi nào mà qua lễ đi thì em mới giao máy được 4 5 tay vậy là em gom máy là em chuyển hết luôn. Em hẹn người ta là lễ không, còn anh em là muốn đặt máy thì cứ 4 5 tay qua lễ đi anh em gọi thì mình sẽ giao hết. Đây đây 200 quả mà chắc đầu tiên chắc bệnh ráp, chắc ráp bình 120 chứ anh em ơi, 80 viên là ra được cái bình 120, tại vì 20 viên ra 30 ampere thì 20 viên là 30 ampere. Ủa anh giao đủ sạc mà ta, sao anh hơi thiếu ta, anh nói thiếu một gửi 5 bo anh giao đủ mà. Ở bo bị ít thiếu quá, cái bo này thiếu rồi, bo bảo vệ mặt này thiếu chứ không phải là bo sạc thiếu, anh nói lộn. Nên mình nói sạc thì đủ này, sạc 10 cái đủ rồi. Đây pin 6 2 0 như đây mà 33 kg á, 200 quả pin với hộp. Còn nếu mà 80 quả pin thì nó 100 viên thì nó rơi vào 15 kg. 100 viên là bình 150 là vô 15 kg nè. Nếu mà tầm 15 kg là nó được bình 150 mình đó. Đó. Thì pin này cách đấu nó tính sao thì tính gì cũng dễ nè, nè anh em chập lên vậy nè. Nó như vậy là nó được 6 ampere, 12V nhưng mà 6 ampere thôi. Còn anh em chập lên vậy nè, được 20 viên á thì nó mới mới đạt là 30 ampere. Đó.
vậy thôi. Nếu mà 20 viên á mới được 30 ampe. Thì muốn ráp cái bình 120 bắt buộc phải 80 viên. 80 viên chắc nó rơi vào khoảng 12 kg, 11 12 kg. Còn nếu mà bình 150 ra cả 16, 15 kg mà hộp bụng này kia ra chắc 17 kg. 17 kg anh em xách một tay à. Mà nó ra bình 150 ampe mà đi độ bền với độ cao nó nhẹ mà nó khỏe mình á. Mà lâu hết bình á tại mấy anh em kia xài đồ anh nói. Đây. Pin này khá nặng, cái nó nhẹ chứ, nặng. Khá nặng. Đó thì pin này thì quay về cho để thôi chứ còn thời gian rảnh mới ráp và mới đi thực tế như nào mà em bán kinh doanh lên tản lên YouTube vậy em mới báo giá mà em làm xong mới báo giá được nha anh em. Còn giờ thì cứ chỉ mua mua gì để chơi thôi. Thử rồi xài với đổi sao. Thì cái lớp này nó có lớp vỏ bảo vệ nên chặt pin thì nó có không ăn điện nhau đâu. Nhưng mà lúc làm sẽ kỹ anh em. Còn đồng lá thì bắt ngang thì khỏi nói, thì mua tước đằng kia cũng mua đồng lá tước rồi. Đó.